Glim là một cái sản phẩm mà thuốc trừ sâu mới của công ty Tân Thành. Cái thuốc này thì nó cộng hưởng của hai cái hoạt chất cũng đã cũ rồi, nhưng mà nó nồng độ nó tăng lên rất là nhiều, rồi kết hợp với cái phụ gia thì nó mới hơn, nên quản lý con sâu hại rất là tốt, đặc biệt là con sâu cuốn lá và con sâu đục thân. Đó. Sâu hại thì nó rất là nhanh kháng thuốc nha mọi người, nên chính vì lý do đó bà con nên luân phiên thuốc thường xuyên để quản lý con sâu nó tốt hơn. Ở cái chai mà Glim này á, đây là cái chai mà 240ml, và một chai như vậy thì bà con có thể sử dụng cho 8 bình 25 lít và phun cho 8.000m2 thì quản lý con sâu rất là hiệu quả. Giá bán của cái chai thuốc mà Glim này thì Hiếu đang ra cho quý bà con với giá là 215.000 một chai. Nếu bà con cần sản phẩm thì bà con cứ liên hệ Vật tư Nông nghiệp Quỳnh Hiếu, Hiếu sẽ ship thuốc cho quý bà con.